Tiểu sử cầu thủ Châu Ngọc Quang. Châu Ngọc Quang sinh năm 1996, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang thi đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Châu Ngọc Quang, năm sinh 1996, nơi sinh Bắc Trà My, Quảng Nam, chiều cao 1m69, vị trí tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hoàng Anh Gia Lai, số áo 24, câu lạc bộ trẻ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ chuyên nghiệp từ năm 2016 đến nay thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội tuyển quốc gia: năm 2017 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tiền vệ Châu Ngọc Quang và ước mong sớm trở lại phố núi. Chưa thực sự bình phục chấn thương dây chằng, song Châu Ngọc Quang vẫn có niềm tin mạnh mẽ ở bản thân về một ngày trở lại phố núi thuyết phục. Từng là phát hiện đầy thú vị ở mùa giải 2017, song những chấn thương liên quan đến dây chằng đã khiến sự nghiệp của Châu Ngọc Quang bị chững lại. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, anh đã được Hoàng Anh Gia Lai gửi xuống giải hạng nhất rèn chân cùng ứng cử viên thăng hạng, đó chính là Viettel. Đối với Ngọc Quang, đây có thể xem là một nút trầm đáng tiếc, bởi chỉ mới tầm này năm ngoái, tiền vệ quê Quảng Nam vẫn còn đang làm dậy sóng trên sân cỏ cả nước. Không tính các giải đấu phụ tại V-League, Quang đã ra sân 23 trận, ghi 5 bàn và đóng góp một kiến tạo cho đội nhà. Thú vị ở chỗ, đó mới chỉ là năm đầu tiên Ngọc Quang được thử lửa ở sân chơi cao nhất nền bóng đá. Màn thể hiện đầy ấn tượng đã giúp anh chàng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi giải đấu khép lại, Ngọc Quang được gọi lên U23 Việt Nam tập huấn chuẩn bị vòng chung kết châu Á. Từ giải giao hữu M150 Cup cho đến chiến dịch tại Trung Quốc, Ngọc Quang luôn là cái tên tin cận của huấn luyện viên người Hàn. Dù chưa được ra sân đều và đóng góp nhiều như Xuân Trường hay Công Phượng, song với một tài năng mới rộ lên đầu, ngần ấy cũng là quá đủ. Thành công ở giải U23 châu Á tượng trưng sẽ trở thành bệ phóng cho năng lực đầy tiềm năng của anh chàng. Nhưng như đã nói, chấn thương rồi cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt nơi hàng công đội bóng phố núi đã khiến tài năng xứ Quảng dần mất đi cơ hội thể hiện mỗi cuối tuần. Trao đổi với phóng viên, anh thừa nhận chấn thương dây chằng cách đây 3 tháng là điều khó khăn nhất tôi từng trải qua. Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng làm mọi cách để hồi phục và sớm trở lại sân cỏ. Khi trở lại, tôi cũng muốn mình cải thiện hơn về thể hình, thể lực và cả sức mạnh. Về phần Hoàng Anh Gia Lai, tôi nghĩ đội bóng có nhiều tiền vệ hay như các anh Xuân Trường hay Công Phượng, nhưng tôi vẫn tự tin khi trở lại với phong độ cao nhất, mình sẽ có được một suất đá chính trong đội hình thành viên câu lạc bộ Viettel đang chinh chiến ở giải hạng nhất 2018 khép lại. Tiền vệ Châu Ngọc Quang, dù ở Hoàng Anh Gia Lai hay Viettel thì tôi sẽ luôn cố gắng. Nhận lệnh biệt phái tới câu lạc bộ Viettel, tiền vệ Châu Ngọc Quang của Hoàng Anh Gia Lai khẳng định dù ở bất kỳ đâu thì anh cũng luôn cố gắng hết mình. Vào hôm qua, hai ngôi sao trẻ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là tiền vệ Châu Ngọc Quang và tiền đạo Đinh Thanh Bình đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Viettel theo dạng cho mượn thi đấu tại lượt về giải hạng nhất năm 2018. Nếu như việc Thanh Bình được cho mượn bởi khó cạnh tranh trên hàng tấn công nhiều sao số của Hoàng Gia Lai, thì tuyển thủ U23 Việt Nam Châu Ngọc Quang cũng được cử đi biệt phái khiến người hâm mộ phố núi khá bất ngờ. Được biết, lãnh đạo câu lạc bộ Viettel rất kỳ vọng vào sự bùng nổ của Ngọc Quang và trực tiếp đề nghị lãnh đạo đội bóng phố núi mượn tiền vệ quê gốc Quảng Nam về thi đấu ở giai đoạn lượt về sau khi đã mất Dương Văn Hào nhiều tháng vì chấn thương rất nặng ở trận đấu gặp Long An. Ngọc Quang cùng với Việt Hưng chính là hai phát hiện lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2017. Khi cả hai thay thế cặp tiền vệ trung tâm nổi tiếng Tuấn Anh, Xuân Trường, quán xuyến tốt ở giữa của Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng phố núi về đích ở vị trí thứ 10. Bản thân Ngọc Quang sau đó đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo và được chọn vào đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Với kỳ tích giành ngôi Á quân, trở lại V-League 2018, Ngọc Quang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, chấn thương giãn dây chằng sau pha va chạm với Đỗ Duy Mạnh của câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 3 đã khiến tiền vệ quê gốc Quảng Nam phải nghỉ nhiều tháng. Thời gian nghỉ dưỡng thương tại phố núi, Ngọc Quang đã rất nỗ lực,
tập hồi phục và khao khát sớm trở lại sân cỏ. Nhưng khi chấn thương đã sắp lành và có thể trở lại thi đấu từ lượt về thì Ngọc Quang bất ngờ nhận lệnh biệt phái ra thủ đô khoác áo câu lạc bộ Viettel với kỳ vọng cùng các đồng đội đưa đội bóng quân đội thăng hạng V-League 2018. Ban đầu, Ngọc Quang tỏ ra khá bất ngờ với quyết định của lãnh đạo đội bóng. Nhưng liền sau đó, anh suy nghĩ rằng bản thân phải luôn cố gắng dù ẩn bất kỳ nơi đâu. Tiền vệ sinh năm 1996 trao đổi nhanh: "Em nghĩ đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì dù thi đấu ở đâu cũng luôn phải cố gắng. Em nghĩ lãnh đạo đã tin tưởng mình, chọn cho mình một môi trường thi đấu tốt, sinh hoạt tốt thì mình phải luôn cố gắng giữ phong độ và giúp câu lạc bộ Viettel giành quyền lên hạng. Bản thân em cũng đặt ra mục tiêu phải lấy lại phong độ ở đội bóng mới và giúp đội bóng đạt được mục tiêu thăng hạng đề ra." Về tình hình chấn thương hiện tại, Ngọc Quang thông báo tin mừng: "Hiện tại em đã có thể chạy và chạm bóng. Nếu tình hình tiến triển tốt thì khoảng 3 tuần nữa em có thể trở lại thi đấu đối kháng." Như vậy, nhiều khả năng Ngọc Quang sẽ trở lại sân cỏ ở trận đấu đầu tiên lượt về giải hạng nhất 2018 khi câu lạc bộ Viettel làm khách của Đắk Lắk. Hiện tại, Viettel đang tạm đứng đầu trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 6 lượt trận. Châu Ngọc Quang, vì anh xứng đáng vậy thôi. Cuối cùng, Quang cũng được gọi "tôi mừng cho em nó". Theo tôi, ở tuổi của em ấy, Quang là một trong những tiền vệ hay nhất ở V-League hiện nay. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai không giấu được sự vui mừng. Khi Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ được kỳ vọng nhất bị chấn thương, người tôi đã đặt ra câu hỏi: ai sẽ là người gồng gánh tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai? Trần Minh Vương chính là cái tên đầu tiên được nhắc tới. Đúng thế, tiền vệ quê Thái Bình đã làm tròn vai công việc được giao với 16 trận đá chính và 3 bàn thắng khi mùa giải khép lại. Một cầu thủ khác là Phan Thanh Hậu cũng được gọi với cái tên, nhưng tiền vệ này dường như phải làm bạn trên băng ghế dự bị. Và còn đó là Đông Triều, Thanh Tùng, nhưng họ thì rất ít được sử dụng. Châu Ngọc Quang nổi lên như một cánh chim lạ của Hoàng Anh Gia Lai khi anh liên tục được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng ở vị trí mà Tuấn Anh để lại. Ở thời điểm đó, nhiều người đã trách ông Tuấn bởi Quang quá vô danh và chẳng có thành tích gì ấn tượng. Bỏ ngoài tai, ông Tuấn đã xếp Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang trở thành cặp tiền vệ trung tâm. Bộ đôi này cùng với Minh Vương là những tiền vệ trung tâm có số trận đá chính nhiều nhất cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngọc Quang là người có hiệu suất thi đấu tốt nhất trong số này với 14 trận ra sân ghi đến 5 bàn thắng. Thành tích này chỉ kém những người đồng đội như Công Phượng 7 bàn và Văn Thanh 6 bàn. Thực ra, tiền vệ người Bắc Trà My Quảng Nam từng bị nổi tiếng khi phải chịu cú đạp ầm ĩ nhất V-League của tiền đạo Hoàng Vũ Samson ở vòng 3. Đó là trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã thất thủ trước chủ nhà Hà Nội FC tới 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Sau đó nữa, Quang lại là nhân vật được nhắc đến trong trận thắng Quảng Nam FC 1-0 ở vòng 11 khi người ta cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị. Nhưng đến vòng 13, Quang không còn phải sắm vai người hùng ở Mỹ nữa, mà anh đã trở thành cứu tinh đích thực khi ghi cả 2 bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát được trận thua trên sân Cẩm Phả. Sự nghiệp của chàng trai họ Châu lên từ đó. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng lại không thừa nhận và Quang đã phải làm khán giả tại SEA Games 2017. Dẫu vậy, sản phẩm của lò năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai có thể tự hào với cú nhảy tam cấp ở Hoàng Anh Gia Lai. Bản thân Quang cũng từng thừa nhận khi xuôi xe đò xuống khoác áo đội hạng nhì rồi dạy hạng nhất Phú Yên. Cho đến khi bị từ chối thì tương lai của anh trở nên mịt mờ khi trở về phố núi. Bây giờ, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ với tiền vệ sinh năm 1996 này. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi 15 trên 32 cầu thủ là các tiền vệ lên U23 Việt Nam. Trong số ấy, rất nhiều cầu thủ khẳng định được chỗ đứng của mình ở U23 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia. Là một tân binh, Châu Ngọc Quang sẽ tham gia một cuộc chiến chính nghĩa để chen chân vào rừng sao mai ấy. Với những người như ông Park, sự báo lửa là điểm điểm cầu. Chàng trai xứ Quảng đang thừa sức chiến đấu vì với anh, bóng đá là hơi thở và là hương vị của cuộc đời. Còn nữa, những cú đá tầm xa bằng cả hai chân sẽ là thứ vũ khí để Quang giữ lại chỗ của mình ở U23 Việt Nam. Và nó cũng là giải pháp mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần để thay đổi cục diện trận đấu. Vâng, Châu Ngọc Quang lên U23 Việt Nam thì xứng đáng vậy thôi.